Tử vi tuổi Thân, 6 tháng đầu năm 2021, công việc thăng tiến, tình duyên thăng hoa. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đều mang thân phận con người, nhưng tại sao có người thì giàu có, còn có người thì lại rất nghèo khó? Chúng ta làm thế nào để nhận định được đâu là nghèo khổ, đâu là giàu có, hoặc thế nào mới gọi là đúng nghĩa của từ giàu nghèo? Có người thì nhà cao cửa rộng, xe hơi điều hòa, ăn sung mặc sướng, phúc lộc đầy đủ. Có người thì cả đời bôn ba gian khổ, nhưng những thành quả đạt được trong công việc lại vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể cung cấp được mấy miệng ăn đủ no cho cả nhà. Hoặc tệ hại hơn, có khi chỉ nuôi bản thân cũng không nổi. Nguyên nhân là do đâu? Theo tử vi học, vận mệnh của mỗi người thường sẽ có liên hệ chặt chẽ đến những vòng trường sinh được thay đổi qua mỗi năm, mà bất cứ tuổi nào cũng phải trải qua. Bước vào năm 2021, Thái Tuế, độ trợ, tuổi Thân vô cùng hòa hợp, dự báo một năm mới tràn đầy cơ hội để đổi đời cho con giáp này. Vậy vận trình của tuổi Thân trong năm mới sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi Thân trong 6 tháng đầu năm 2021. Bước sang năm 2021, người tuổi Thân được lưu thái tuế tương sinh, lại có thêm trình ấn, nâng đỡ, vận trình tổng quan nhìn chung khá cát lành. Tuy nhiên, so với năm 2020 thì có phần kém sắc hơn. Cục diện tương sinh giúp công việc của người tuổi Thân thêm thuận lợi, dù thời gian này khối lượng công việc nhiều, ép tiến độ mạnh, áp lực và căng thẳng. Cộng thêm trình ấn giúp lộ trình thăng tiến thêm hanh thông, mang tới dấu hiệu thăng chức hoặc thay đổi vị trí công tác tốt hơn. Long đức và thiên hỷ cát tinh cũng hỗ trợ nhân duyên tốt, vừa thúc đẩy quan hệ xã giao hữu hảo, mở ra nhiều cơ hội làm quen với những người quyền thế, nâng cao khả năng cạnh tranh trên quan lộ. Đồng thời cũng thúc đẩy tình duyên khởi sắc, gia đạo yên ổn hơn trước. Trong năm còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện. Bản mệnh cần hết sức thận trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh dễ phải bù lỗ. Vì thế, bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới, đồng thời tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Những người cần có kế hoạch rõ ràng thì người tuổi Thân cần mang bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh và từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Thân trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Được thái tuế tương sinh, trình ấn hỗ trợ, công việc trong nửa đầu năm Tân Sửu của tuổi Thân có nhiều triển vọng mới. Thời điểm thích hợp cho những ai bắt đầu khởi nghiệp, thay đổi công việc hoặc vị trí chức vụ mới. Công việc của những người tuổi Thân dù ban đầu gặp khá nhiều thách thức, song nhờ vào chính khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cộng thêm một chút may mắn từ vận trình, cuối cùng cặt hái thành quả xứng đáng. Có điều kiếp tài mang theo dấu hiệu cạnh tranh rất lớn và điều tiểu nhân quấy phá. Bất kể mưu sự lớn hay nhỏ, tuổi Thân cũng nên thận trọng suy tính kỹ càng. Bản mệnh nên nhớ, nóng vội chỉ khiến mọi việc thêm rắc rối,
con đường đi tới thành công sẽ càng dài và nhiều chông gai hơn. Đồng thời, tuổi thân hãy luôn nhắc nhở bản thân giảm bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đừng hành động đơn độc và bảo thủ, vừa hao tổn nhiều công sức lại khó đạt mục tiêu như mong muốn. Đặc biệt những người tuổi thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam giác khai vận thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp người tuổi thân đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, con giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Công việc trên đà thuận lợi kéo theo tình hình tài chính của tuổi thân ngày được củng cố và ổn định. Có điều, ổn định sẽ khó có sự đột phá. Nếu muốn đạt được điều đó, bản mệnh phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian, công sức, thậm chí cả máu và nước mắt. Trong thời gian này, còn có kiếp tài chủ về cạnh tranh, tiểu nhân và hao tán tiền bạc xuất hiện. Thương trường như chiến trường, người tuổi thân cần hết sức thận trọng với các hoạt động về tiền bạc, tài chính. Nếu đầu tư chỉ nên nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn, kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, tiền mất, tật mang, vướng vào kiện tụng pháp luật. Hơn nữa, việc làm ăn vốn đã khó do ảnh hưởng khách quan ngoài thị trường, chính sách thay đổi liên tục. Nay lại thêm cả tiểu hao hung tinh, báo điểm phá tài, làm ăn kinh doanh sẽ phải bù lỗ, đầu tư cũng khó sinh lời hơn. Vì thế bản mệnh rất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu được, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị kiến thức mới về kinh doanh, đầu tư, tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Và tuổi thân nên tích lũy dần để dùng khi cấp bách. Những người tuổi thân cần sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, giàn đạo. Tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy do có sự xuất hiện của thiên hỷ, chủ hỷ tín, đào hoa mang tới đời sống tình cảm vô cùng phong phú và thoải mái cho người tuổi thân. Nhất là những ai còn độc thân, tình duyên khởi sắc, được ấn tinh dẫn mai, làm mối, sẽ tìm được người ưng ý, đáp ứng tiêu chuẩn đề ra và yên bề gia thất. Có điều, kiếp tài mang theo điểm báo về sự cạnh tranh, tuổi thân cần chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ mạng, có như vậy mới sớm có được hạnh phúc đích thực. Ngoài ra, một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện sinh con trong thời gian này. Nếu có ý định sinh con năm 2021 từ trước, hai bạn nên có sự chuẩn bị kỹ càng để em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi thân hãy mang bên mình pháp khí tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi cho thấy, nhìn chung sức khỏe của người tuổi thân bình ổn trong nửa đầu năm 2021, ít mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có đạo yếu cũng chỉ qua loa, tốn kém chút tiền bạc. Ấn tinh đại diện cho quý nhân tương trợ, ốm đau gặp thầy, gặp thuốc, bệnh trạng nhanh lành. Có điều cần chú ý ảnh hưởng của vong thần khiến thần trí rối bời, suy nghĩ tiêu cực, hành động mất kiểm soát như ăn uống quá độ, thức khuya thường xuyên, lười vận động. Tất cả những điều này đều tác động xấu tới sức khỏe. Ngoài ra, hung tinh này còn ám chỉ thế lực ngầm tác động, có thể gây ra xui xẻo bất ngờ như tai nạn xe cộ, sóng nước hoặc bị vật nhọn đâm vào người. Vì thế bản mệnh hãy luôn nhắc nhở bản thân cẩn trọng khi xuất hành. Đặc biệt, người tuổi thân hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi thân suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi thân trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi thân trong thời gian này
qua phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Trong nửa năm Tân Sửu, điềm báo tử vi cho thấy các bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 nên chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình, dành thời gian để nghỉ ngơi lấy sức đầy đủ, tránh vì lao lực mà làm giảm, suy giảm nền tảng thể chất. Hơn nữa, cảm xúc cũng dễ rơi vào tình trạng tiêu cực, chán chường, chỉ tiến thủ không mạnh hoặc có cơ hội nhưng không chủ động đón lấy. Thứ hai là tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Vận trình của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong nửa năm 2021 không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, cô chú nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của cô chú. Trong công việc, cô chú sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của cô chú tuổi Canh Thân trong thời gian này khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Thứ ba là tử vi tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tử vi 6 tháng đầu năm 2021 có cho thấy sử thổ tương sinh với thiên kim rất tốt cho vận trình của anh chị tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Cát khí sẽ đến với anh chị ở đường công danh, anh chị cũng sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân chiếu cố. Tuy nhiên, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân anh chị là chủ yếu. Chỉ cần anh chị tích cực và chủ động phấn đấu thì chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Hơn nữa, sau thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tình duyên anh chị tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong thời gian này. Thứ tư là tử vi tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Xem tử vi nửa đầu năm 2021, các bạn tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 sẽ có nhiều cơ hội được cải thiện thành tích, đạt được điểm số khả quan trong học tập. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn được chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Các bạn vẫn cần phải phấn đấu nhiều hơn và không nên lười biếng. Đồng thời, tử vi còn cho thấy sức cạnh tranh trong thời điểm này cũng tăng lên. Nếu các bạn biết tận dụng, cạnh tranh chính là con đường thúc đẩy quyết tâm, sự chủ động để nâng cao thành tích. Còn nếu dễ dàng đầu hàng, các bạn có thể sẽ thụt lùi so với bạn đồng trang lứa. Vì đang ở độ tuổi mộng mơ nên các bạn dễ để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới việc học tập, khiến cha mẹ và thầy cô không hài lòng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Thân trong vận trình nửa đầu năm 2021. Thứ nhất, tháng 1 âm lịch. Về tổng thể, vận trình trong tháng đầu tiên của những mệnh chủ tuổi Thân tương đối ổn định, không có nhiều biến động, nhưng đồng thời cũng chưa có sự đột phá thực sự rõ ràng ở thời điểm này. Phương diện sự nghiệp có lẽ nhiều điểm sáng hơn cả khi vận trình công danh trong tháng ở mức khá lý tưởng. Mọi việc tiến triển như mong muốn của tuổi Thân, kế hoạch đặt ra vì thế cũng nhanh chóng thu được kết quả tốt đẹp. Đồng thời, đồng nghiệp và cấp trên tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, cục diện tương xung cảnh báo hiểm họa thị phi do tiểu nhân gây ra luôn rình rập. Có lẽ do những biểu hiện xuất sắc của bản mệnh khiến kẻ ghen ghét nóng mắt, đố kỵ nên tìm cách cản trở. Ngoài ra, khối lượng công việc tăng lên kéo theo áp lực và thách thức không nhỏ, ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Thứ hai là tử vi tháng 2 âm lịch. Bước sang tháng 2 âm lịch, vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thân có dấu hiệu sa sút hơn so với trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực công việc tăng cao khiến nhiệt huyết không còn cao như trước. Bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng chán nản, muốn buông xuôi. Thậm chí có người còn có ý định thôi việc, thay đổi môi trường trong tháng này. Cảm xúc chán chường, tiêu cực kéo dài khiến bản mệnh khó tập trung đầu óc để giải quyết công việc, vì thế mà hiệu suất đi xuống. Nếu vẫn muốn làm tiếp công việc này, bản mệnh cần tránh để tình trạng đó kéo dài. Nếu không, rất có thể bản mệnh sẽ gây ra sai sót, khó sửa chữa và bị cấp trên khiển trách, phê bình vì sự tắc trách của mình. Công việc rối ren là vậy, nhưng bù lại tài vận ở mức khá lý tưởng. Đó là nhờ được các tinh chủ về tăng tài, tiến lộc chiếu mệnh, tăng cường tài khí, làm ăn buôn bán thêm phần thuận lợi. Ở thời điểm này, nếu bản mệnh biết nắm lấy cơ hội, không khó để bản mệnh thu về khoản lợi mà mình đã mong ước từ lâu. Thứ ba là tử vi tháng 3 âm lịch.
Cục diện tam hợp xuất hiện mang tới cho mệnh chủ những cơ hội hàn gắn, rạn nứt tình cảm, xây dựng mối quan hệ công việc tốt đẹp, tìm được đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, vận trình tài lộc lại gặp nhiều trục trặc, khiến việc kiếm tiền trở nên khó khăn. Những áp lực kinh tế trong cuộc sống đè nặng lên vai, đòi hỏi người tuổi Thân phải cố gắng hơn trước rất nhiều, nhưng điều đó hoàn toàn không hề dễ dàng. Tuy vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính, nhưng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trong tháng tăng lên khiến ví tiền của bản mệnh hao hụt rất nhanh. Nhu cầu chi tiêu tăng lên lại không có kế hoạch hợp lý và nguyên nhân chính khiến tài chính của bản mệnh thâm hụt nghiêm trọng. Do đó, bản mệnh hãy chủ động lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, kiểm soát bản thân tốt hơn, thay đổi thói quen, tiêu pha lãng phí. Tử vi tháng 4 âm lịch. Bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tổng thể của tuổi Thân có sự chuyển biến khá rõ theo hướng tích cực nhờ nhị hợp cục, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp và sức khỏe. Xét về đường sự nghiệp, tuổi Thân sẽ cảm nhận khá rõ sự nhàn hạ và mọi việc suôn sẻ hơn trong tháng này. Mưu sự thuận lợi, nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, dù làm việc gì cũng thấy hanh thông hơn. Đã vậy, năng lực của bản mệnh cũng được cấp trên nhìn nhận và ưu ái trọng dụng, yên tâm do trọng trách, bởi chắc chắn bản mệnh có thể giải quyết gọn gàng, đâu ra đấy. Lúc khó khăn cũng luôn được đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ một tay để mọi việc xong nhanh hơn. Nhờ vậy, bản mệnh cần nắm bắt cơ hội hiếm có này để thể hiện và nâng cao năng lực của mình trên mọi phương diện. Tử vi tháng 5 âm lịch. Những người tuổi Thân cần hết sức chú ý đến sự nghiệp của bản thân trong tháng 5 âm lịch. Áp lực công việc lớn hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, bản mệnh sẽ không ít lần đau đầu giải quyết vấn đề xảy ra bất ngờ. Dù đã rất cẩn thận, nhưng sai sót luôn xuất hiện ở nơi bản mệnh ít ngờ tới nhất. Những khúc mắc này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bản mệnh. Thứ 6 là tử vi tháng 6 âm lịch. Nhờ thổ sinh kim trong tháng 6 âm lịch này mà phương diện tài lộc của bản mệnh gặt hái được nhiều trái ngọt. Cát khí vượng nhờ tài tinh chiếu mệnh, con đường kiếm tiền rộng mở, nhiều cơ hội đến bất ngờ. Trong tháng này, bản mệnh sẽ phát huy được hết sức nhanh nhẹn và nhạy bén của mình, làm gì cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể. Khi kinh tế được cải thiện tích cực, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao khá rõ, mang tới cho bản mệnh tinh thần thoải mái và hăng hái để theo đuổi mục tiêu của mình. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Thân. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.